Xin kính chào các bạn. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã và luôn ủng hộ cho kênh Nhớ Về Miền Quê. Các bạn thân mến, trong video hôm nay mình xin chia sẻ một số tin tức về tình hình COVID-19 ở nước Mỹ và một số tin tức ở một số nước khác. Thì bản tin đầu tiên theo tờ CCN. Hãng Pfizer và BioNTech đã thông báo rằng vaccine COVID-19 liều thấp hơn của họ đã được chứng minh là an toàn và tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nhưng trước khi những đứa trẻ đó có thể đủ điều kiện để tiêm vaccine, 4 điều cần thiết phải xảy ra. Điều đầu tiên, Pfizer cần yêu cầu FDA cấp phép cho nhóm tuổi mới này. Các bạn thân mến, FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Điều thứ hai, sau đó FDA sẽ cần phải sửa đổi giấy phép sử dụng vaccine khẩn cấp để bao gồm cả những người trẻ tuổi. Bước thứ ba, sau đó CDC sẽ phải xem xét cân nhắc lần chót. CDC là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Công cộng ở Hoa Kỳ. Và điều cuối cùng, công tác hậu cần triển khai sẽ cần được giải quyết, bao gồm cả cách giải quyết tình trạng lưỡng lự về vaccine của các bậc cha mẹ, vì có nhiều bậc cha mẹ vẫn còn lo lắng không muốn cho con mình chích thuốc, đang ở trong tình trạng lưỡng lự. Trong khi đó, Mỹ đã vượt qua một ngưỡng đen tối khác. Ít nhất 675.000 người hiện đã chết vì COVID-19, nhiều hơn số người chết của Mỹ do đại dịch cúm năm 1918. Đây là một tin vui cho các bé tuổi từ 5 đến 11 tuổi vì có trong tầm tay không xa là đã có được thuốc tiêm ngừa vaccine 19. Các bạn thân mến, theo tờ CNN, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã xảy ra ở gần Melbourne, ở miền Nam Australia hôm thứ Tư 22 tây tháng 9, tức là hôm nay. Trong một dòng tweet vào sáng thứ Tư, tài khoản Twitch của dịch vụ khẩn cấp bang Victoria cho biết tâm chấn của trận động đất ở gần Mansfield ở bang Victoria. Hãy kiên nhẫn vì các đường dây có thể đang bận, dòng Twitch nói. Ban đầu chính phủ Úc đã đăng ký cho biết trận động đất ở cường độ 6 độ Richter, nhưng sau đó đã hạ xuống một chút là 5,9 độ Richter. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cũng đưa ra trận động đất lên 5,9 độ Richter. Các video trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một tòa nhà bị hư hại nhẹ và đường dây điện bị gián đoạn tại khu thương mại trung tâm của Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, nơi một số người có thể nhìn thấy trên đường phố sau trận động đất. Cư dân Melbourne mô tả sự sốc và ngạc nhiên của họ khi những ngôi nhà trên khắp thành phố bắt đầu rung chuyển, tại một thành phố chưa từng xảy ra trận động đất với quy mô tương tự trong nhiều thập kỷ. Không có báo cáo về thương tích cho đến nay. Trận động đất mạnh đến mức ở một vùng xa như Adelaide ở phía nam nước Úc, cách đó 800 km, và Sydney ở New South Wales cách đó hơn 900 km vẫn cảm nhận được. Tuy nhiên có một tin vui là không có mối đe dọa từ sóng thần. Cơ quan Geoscience Australia cho biết đã có dư chấn sau trận động đất có cường độ khoảng 4.0 độ Richter, chưa đầy nửa giờ sau cú sốc ban đầu. Úc là nước nằm ở trung tâm của mảng kiến tạo và do đó rất hiếm khi xảy ra các hoạt động động đất nghiêm trọng, không giống như nước láng giềng New Zealand. Trận động đất tồi tệ nhất của đất nước từng xảy ra vào năm 1988 tại lãnh thổ phía Bắc, chỉ đo được 6.6 độ Richter theo Geoscience Australia. Trận động đất ở Melbourne xảy ra sau một ngày biểu tình sôi nổi trong thành phố về việc khóa cửa nghiêm ngặt kéo dài nhiều tháng đã được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của biến thể COVID-19 Delta. Những người biểu tình đã chặn các con đường lớn và đốt pháo sáng trong khi đụng độ với cảnh sát trong một cuộc biểu tình bạo lực tồi tệ nhất chưa từng thấy ở thành phố trong nhiều năm nay. Cho đến nay, Victoria đã ghi nhận tổng số 30.224 trường hợp COVID được xác nhận và hơn 830 trường hợp tử vong.
và có một tin không vui từ đất nước Trung Quốc, đó là công ty Evergrande, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới, đang gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp này khổng lồ này có những khoản nợ khổng lồ trị giá khoảng 300 tỷ đô la và đã đến hạn trả lãi cho một số khoản vay ngân hàng của mình vào ngày hôm qua. Khi công ty vẫn có nguy cơ vỡ nợ, thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường toàn cầu khác đã lao đao. Các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum cũng đã giảm. Chính phủ Trung Quốc có thể can thiệp để hạn chế thiệt hại nếu Evergrande vỡ nợ, nhưng các nhà đầu tư vẫn vô cùng lo lắng về việc khoản vay khổng lồ như vậy có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường như thế nào. Một số người đang ví một tai nạn có thể xảy ra với sự sụp đổ năm 2008 của Lehman Brothers, vốn là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tín dụng vào thời điểm đó. Các bạn thân mến, còn đây là một tin tức khác từ Nga. Đã có một vụ nổ súng tại trường đại học ở Nga hôm thứ Hai, 20 tháng 9 vừa qua, khiến 8 người chết và 28 người khác bị thương, theo thông tin từ giới hữu trách. Bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng nghi can trong vụ nổ súng này bị bắt giữ sau khi bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát, theo Bộ Nội vụ Nga. Hiện chưa có tin tức gì về nghi can hay lý do vì sao xảy ra nổ súng. Trong thời gian có cuộc tấn công, các sinh viên và nhân viên trường đại học Bern State University khóa chặt cửa. Các lớp học và hình ảnh video loan tải trên các đài truyền hình ở Nga cho thấy một số sinh viên nhảy từ cửa sổ tầng 2 của các tòa nhà xuống đất. Trong một số video khác, người ta thấy có một người mặc đồ đen, đội nón an toàn, tay cầm khẩu súng dài đi trên đường trong khuôn viên đại học. Cơ quan điều tra Nga nói hung thủ vỏ trang bằng khẩu súng nòng trơn dùng đi săn. Điều này có nghĩa là hung thủ có thể đã dùng súng shotgun. Một toán tuần tiểu giao thông đã nhận được báo cáo về vụ nổ súng trước nhất và hung thủ bắn vào họ. Bộ Nội vụ cho hay cảnh sát bắn trả, làm người này bị thương rồi tước súng của nghi can. Tuy luật về súng rất nghiêm ngặt ở Nga, nhiều người vẫn có giấy phép sử dụng súng để đi săn. Hồi tháng 5 vừa qua, một người đã dùng khẩu súng mua có giấy phép bắn chết 7 học sinh và 2 giáo viên tại trường đại học thành phố ở Kazan. Đại học Bern có khoảng 12.000 sinh viên với chừng 3.000 người trong trường khi xảy ra nổ súng. Thành phố Bern, nơi có trường đại học này, nằm cách Moscow chừng 1.100 km, tức là khoảng 700 dặm về hướng phía đông, với dân số khoảng 1 triệu người. Sau khi xảy ra nổ súng ở Kazan, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua và giữ súng. Các bạn thân mến, đến đây đã chấm dứt video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới.